Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp LTL. Hôm nay mình đang đứng trước một ngôi biệt thự nhà phố. Ngôi nhà được kết nối với một con đường phố. Khu phố cũng rất là đông vui rồi các bạn nhé. Và ngôi nhà này thì đang gia chủ đang có ý định bán. Đó. Kết nối với con phố cũng rất là đông đúc và đang phát triển các bạn nhé. Xin giới thiệu với các bạn cái ngôi nhà này thì mảnh đất là bìa đỏ là 12 mét mặt tiền và chiều sâu là 15 mét. Đó. Giờ mời các bạn đi sâu vào trong để tham quan nhà các bạn nhé. Ngôi nhà rất to đẹp, 3 tầng ở ngay mặt phố các bạn nhé. Và cái cổng, bạn ấy thiết kế cổng mở tự động rất hiện đại luôn. Và phía bên sườn trái của ngôi nhà thì có gara xe. Đó, rất là chi tiết và đầy đủ. Và ngôi nhà này thì thiết kế theo phong cách biệt thự hai mặt tiền các bạn nhé. Mời các bạn tham quan cái mặt tiền bên sườn phải của ngôi nhà. Rất là đẹp phải không ạ? Kênh của mình thì chuyên đi quay những mẫu nhà ở thực tế của người dân. Nhưng hôm nay mình đang đứng trước một ngôi nhà này cần bán. Ở khu vực Vĩnh Phúc các bạn nhé. Cách trung tâm Vĩnh Phúc khoảng trung tâm tỉnh khoảng độ 1-2 km thôi. Đó. Bạn nào cần tìm hiểu cái thông tin chi tiết vị trí của ngôi nhà thì kéo xuống phần bình luận để mình đưa thêm những cái thông tin cần thiết của ngôi nhà nhé. Cần được chia sẻ nhiều hơn, tìm hiểu thông tin nhiều hơn, các bạn hãy kết nối với số điện thoại Zalo của mình 0945032392 ở trên màn hình các bạn nhé. Giờ mời các bạn đi sâu ở bên trong để tham quan. Đó. Cái mặt tiền thì 12 mét nhưng mà bác xây mặt tiền là 10 mét thôi các bạn nhé. Phía bên này là hơn 3 mét. Các bạn để gara xe luôn. Mời các bạn tham quan cái sảnh của bạn này, thiết kế rất là đẹp luôn. Đây, và phía bên này cây cảnh và khu vực sảnh phụ nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Các bạn mua ngôi nhà này thì vừa ở vừa kinh doanh hoặc là mua dạng cho thuê, sau đó cho thuê cũng được. Đó, thiết kế hệ cửa 4 cánh 2 lớp, lớp ngoài palo gỗ, bên trong là palo kính. Đó. Phòng khách cũng rất rộng và đẹp. Hiện giờ thì bạn đang cho thuê và có nhu cầu muốn bán. Ngôi nhà này tại Vĩnh Phúc nha các bạn nhé. Đó. Rất là đẹp, phòng khách rất là đẹp. Tiếp đến là khu vực cầu thang. Đó. Và có một cái cửa đi từ nhà xe vào nhé. Và ở đây thiết kế một cái phòng vệ sinh rất rộng. Xin chào các bạn nhé. Mình là Nguyễn Tất Nhiên, chuyên đi quay những mẫu nhà thực tế và cũng chia sẻ thêm những ngôi nhà cần bán, cần mua. Các bạn nào có nhu cầu mua bán thì cũng tìm vào kênh của mình để tìm hiểu nhé. Kênh của mình có nhà bán ở trên mọi miền của Tổ quốc các bạn nhé. Phía sau cùng là một cái phòng ăn thiết kế rất là đẹp luôn các bạn ạ. 30 mét vuông. Và sâu trong phòng ăn, xem có một cái phòng gì đây. Và có một phòng ngủ đấy.
nha các bạn nhé. Phòng ngủ này là phòng ngủ của Osin. Đó, thiết kế rất là hợp lý luôn. Đây, mời các bạn đi ra cái khu vực sảnh phụ của bếp. Ngôi nhà hai mặt tiền các bạn nhé. Và phía trước chính là có một con đường nữa. Con đường rộng khoảng hơn 3 mét và chưa đổ bê tông. Đó. Mình đi ra sảnh phụ và nhìn về phía trước để các bạn tham quan này. Đó, ngôi nhà của bạn ấy thì cũng có máy phát đầy đủ luôn. Đó, đây là cái khu vực sảnh phụ nhìn ra phía trước. Giờ mời các bạn đi lên trên để tham quan tiếp nhé. Cái bếp của bạn ấy rất là đẹp luôn này. Phong cách biệt thự phố rồi. Đây, mình đứng từ trong bếp nhìn ra, nhìn qua phòng khách và nhìn ra ngoài, trông nhà rất tốt các bạn nhé. Mời các bạn đi lên trên. Cái khoang cầu thang của bạn ấy là 2m6. Mặt bậc cầu thang 1m2, khoảng khe trống là 40 các bạn nhé. Và cầu thang vuông 2 chiếu nghỉ. Ngôi nhà thì có bản vẽ thiết kế chi tiết, nên là những cái không gian chức năng ở trong nhà nó rất là hợp lý các bạn nhé. Lên đến cầu thang thì có một cái khoảng trung tâm khoảng chục mét vuông để dẫn tới các phòng. Mời các bạn tham quan phòng đầu tiên. Đó. Phòng ngủ này có diện tích khoảng 20 mét vuông, 25 mét vuông. Và có cửa sổ view về cửa sổ cửa chính đi ra sảnh, cửa sổ về phía trước các bạn nhé. Và mình đi lùi lại này. Một phòng nữa ở trên bổng của nhà xe. Đấy, phòng này chắc là phòng tập thể hình. Và nhìn sảnh ra phía trước này. Mình đi ra sảnh để các bạn nhìn nhé. Đó. Cái ngôi nhà này nhìn ra cánh đồng và hướng là đông bắc, đông ghé bắc các bạn nhé. Giờ mình trở lại để tham quan tiếp những khu vực tiếp theo. Mời các bạn đi cùng mình nhé. Đó, thẳng bên dưới nhà vệ sinh bên dưới lên trên là có một phòng vệ sinh nữa. Và thiết kế cũng rất là rộng đẹp. Mời các bạn đi về phía sau. Cái không gian này là phía trên bếp và phòng ăn này này. Đó, cái phòng này đi ra sảnh phía trước mình không mở cửa đấy nhá, làm mất thời gian của các bạn. Các bạn hình dung giúp mình. Cái phòng này cũng rất là đẹp luôn, rất là rộng luôn, 30 mét vuông. Giờ mời các bạn đi lên trên. Cầu thang vuông 2 chiếu nghỉ ốp đá hết các bạn nhá. Và cửa thiết kế rất là đẹp và thoáng sáng này. Và ngôi nhà này thì có bản vẽ thiết kế rất là chi tiết. Nhà mà có thiết kế thì bao giờ nó cũng khác các bạn nhé. Đó, vẫn là một cái khoảng chục mét vuông. Đó, phòng này quá rộng luôn phải không các bạn. Giờ mình đi ra phía ngoài nhé. Mình đi ra sảnh đây này. Các bạn nhìn cái quang cảnh phía ngoài rất là đẹp luôn. Và cái dãy phố phường này cũng đang phát triển buôn bán làm ăn rất tốt các bạn nhé. Mời các bạn nhìn sang cái sảnh ở bên kia này. Đó. Và bên trên là lợp mái ngói các bạn nhé. Phía trên là đổ mái chéo lợp mái ngói. Giờ mình trở lại, mời các bạn tham quan tiếp những cái không gian tiếp theo. Bạn nào có nhà cần bán hoặc cần mua thì cũng cứ tìm vào kênh của mình nhé. Cần mua, cần xây dựng, cần bán, các bạn cứ tìm vào kênh Nhà Đẹp LTN.
Đây, mời các bạn lên một cái phòng karaoke gia đình. Anh thiết kế có đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Đó. Các bạn mua ngôi nhà này về sẵn ở, sẵn kinh doanh luôn và tất cả những cái chức năng của nó rất đầy đủ luôn nhá các bạn nhá. Cực đẹp luôn. Thực sự mình rất thích ngôi nhà này luôn. Đó, phòng karaoke thiết kế như ngoài quán luôn. Đẹp. Và vẫn thẳng một cái trục đứng từ dưới tầng 1 lên tầng 3 là khu vực vệ sinh của bạn ấy thiết kế. Trên một cái trục đứng như này nó tiết kiệm mà nó cũng rất tiện trong quá trình sinh hoạt các bạn nhé. Đó. Giờ mời các bạn đi ra khu cuối của tầng 3. Thì trên này bạn đã làm một cái khu sân phơi này. Đó, và hàn chuồng cọp rất là kỹ. Và tất cả những cái hệ thống nước đủ để các bạn để máy giặt rửa chân tay. Trồng cây hoa lan cây cảnh ở đây thì quá tuyệt vời rồi các bạn nhé. Mình đứng trên này thấy quá mát luôn. Rất là mát luôn. Trên này các bạn cũng có thể thiết kế một cái khu cà phê hút thuốc, trồng cây ở đây các bạn nhé. Và ngay bên cạnh là có một cái phòng ngủ nhỏ ở đây. Phòng nhỏ. À, phòng này có lẽ sẽ là phòng thờ các bạn nhé. Và có một cái sảnh nhìn sang bên sườn phải của ngôi nhà. Phòng này có diện tích khoảng 12 mét vuông. 3,5 x 3,5. Đó. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà đẹp LTR. Thì hôm nay mình đang đứng trước một cái ngôi nhà cần bán và bạn đã xem xong một cái video ngôi nhà cần bán ở khu vực Vĩnh Yên. Cách trung tâm thành phố Vĩnh Yên khoảng 1-2 km thôi. Đi về hướng từ ngã tư Quán Tiên đi vào khoảng vài km, 2 km. Xin lỗi các bạn, một cây thôi, 1 km thôi ạ. Đó. Và nằm trên một cái trục đường phố buôn bán rất là tấp nập các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Nếu bạn nào có nhà cần bán thì liên hệ với mình nhé. Mình sẽ làm cầu nối giúp các bạn. Giúp các bạn trực tiếp gặp người giữa người bán và người mua gặp trực tiếp với nhau nhé. Và các bạn ngồi ở nhà cũng có thể tham quan được. Bạn ngồi ở nhà cũng có thể chuyển những cái hình ảnh ngôi nhà của bạn cần bán cho rất nhiều người trên mọi miền Tổ quốc, trên toàn thế giới xem được ngôi nhà của bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.